Đấy, chào anh chị của chú, quay trở lại kênh phố nhà. Hôm nay em đi đến cái bãi đồ cũ ở cũng gần gần nay kiến được mấy bãi gần này, hóa ra là của Trung Quốc hết chứ không có cái nào của Nhật, nên là nhân dân cũng dân thân là làm nhiều. Mãi đang múc đồ đạc dọn dẹp này, lau chùi luôn ạ. Đấy là cái rẻ để nó rau nó quét nó lùa vào đó. Trung Quốc hết là mấy ác quy, thì phải thấy ác quy ở Việt Nam có bãi này thì đúng là giàu tỷ phú thật. Ác quy sẽ từng cả nghìn con, cái này mang về Trung Quốc hết tái chế. Đấy là loại nguyên liệu bây giờ Trung Quốc còn đại phát triển nên là thiếu nguyên vật liệu nhiều á, ta lấy hết đồng rồi các thứ. Ở đây thì nó không được, bãi này nó to phá của ô tô, vào đây cũng nghiền hết, tất cả nghiền hết rồi trở thành ép thành bán ép sắt trở về Trung Quốc hết, chứ không có đẹp được như ở cái bãi mà em vẫn hay mua. Máy giặt nghiền hết, ô tô nghiền hết, không có một cái gì nữa. Trẻ con ở đây là thấy máy làm nó thích lắm, mà ô tô máy móc cái gì nghiền bẹp lép hết kìa. Thảo dây sắp xếp máy giặt nha, máy có máy rửa bát này, có ông anh đi làm cùng vừa đang ra máy rửa bát để bán này. Con này tô nhưng mà đời nó hơi sâu á, nên là em cũng cho đi bán tầm nát. Bán được có 1.000, ăn được có 1.000 chứ ạ, chứ ạ. Đây thì ba đồ vòi nước, van điện nước này, vòi cái thứ rất nhiều luôn, nhưng mà nó không được đẹp như chỗ em hay mua. Rồi tivi mạch điện như tháo hết, máy bình cứu hỏa thì có hết. Rồi lốp xe cái thứ nhiều lắm, mặt ngàn luôn. Bãi này to thật, các cái máy công nghiệp, thùng xe tải như đây đang nghiền hết luôn. Việt Nam mình có bãi này thì cũng là tỷ phú nhờ. Anh trên Saitama còn một hai ông bãi nữa. Đấy. Lớn luôn. Chú rảnh là anh chú đấy. Ok. Bảo ra để cho xe lui không thì nó nguy hiểm. Đây là phía ngoài cổng của công ty thì vì thấy cái xe này ra hết đây. Những cái xe đạp như là những cái xe máy cúp 50 thứ rồi gì đấy, Spacer rồi gì đấy này, mấy dòng này mà những thập niên 90 ở Việt Nam mà có con xe này thì cũng là đại ca luôn. Xe lăn này rồi máy bừa, máy cậy, máy thì máy kéo gì đó có hết này, máy phát điện này, xe này, của xe này rồi con những con máy cày bừa này, xịn sơn các thứ này, xe cúp 50 kìa, rác hết luôn này. Cũng Việt Nam mà có cái bãi này thì cũng là phải tỷ phú kia, quý vị thấy không? Mấy con cúp con kia không thấy cúp mấy, super cúp thôi. Rồi mấy con Simpson, Yamaha thứ là có hết. Máy tiện, máy phay bài có hết. Nhỏ không? Ông chủ người Trung Quốc vừa đã bảo là xem thì xem thoải mái, nhưng mà dạo gần đây là có nhiều kẻ trộm á. Nên là ra hỏi cảnh giác xem mày ở công ty nào, mà có ông anh làm cùng đấy bảo công ty nào là công ty này này kia hay bán đồ đây này kia nọ. Thế ông bảo thế à, hôm nay nhật nghỉ thì cứ xem đồ thoải mái đi. Thế ông có bảo là nào tao có mua tủ lạnh mới giặt nước Nga gì thì tao đến tới tao mua nhé. Nó bảo ok, đến đây chào đón ngay. Rồi quý vị xem, quay cho quý vị xem mấy cái chiếc cúp của xe này thì nó để đây chắc không biết bao nhiêu đời rồi. Cúp 50 này rác quá rồi. Còn hai con cúp, con cúp Honda kia đẹp thế. Rồi con Yamaha như cái Simpson này này. Dạng kiểu xe ngon nhỉ. Mấy con này ngon thật. Rác cái này thì bán mua chắc tầm 1.500.000, 2.300.000 thôi. Rồi con này này, con này thì cũng là cũng chất đấy. Con này chất đấy. Mà phát điện gì đây, đen vô. Hay phải hai kilombe, máy bừa máy cày thì rất nhiều, xe BMW kép AG đấy, ghê vậy, con đẹp nhỉ, con này vẫn đang đẹp lắm mà vào rác rồi, trời ơi, con này ở Việt Nam đi chắc không biết đến đời nào với quăng luôn á.
mấy cái máy khoan cần đi thì không biết là cái đồ hư hỏng sao dùng được hay không thì chưa biết, nhưng mà bên này đến thời điểm là người ta cũng thanh lý rồi. Ngoài ra có một số công ty người ta phá sản rồi không hoạt động nữa, người ta cũng thanh lý hết. Này nó sẽ máy này, motor máy dọn tuyết rồi dọn cỏ cắt tuyết, dọn tuyết cắt cỏ thứ này. Motor này. Máy cắt cỏ này chỗ bật ngàn trời máy luôn. Nhiều thật. À đây quay mấy cái xe đạp nữa. Máy vẫn làm việc càng ngày luôn, thứ bảy nhật thì cũng làm hết, không có nghỉ ngày nào. Đây đây bình sữa này, chén sữa này rất là nhiều đó nè. Đây có xe đạp này, cũng xe đạp rác, xe đạp rác không biết ở đấy chắc ông nào ông đi chứ làm gì vậy, bán nhờ bán à, ra à? Em tưởng ông nhân viên là đến đây ông đi đến đây ông làm sao nhỉ, xe đẹp nhờ, cái này nó ngon luôn, lên là đi thôi. Ờ, toàn bát điểm mới đây, bình rượu thứ này. Bát đĩa toàn bát điểm mới. Con này thì xe khung sắt thì nó hơi nặng, 13 cân, 14 cân. Rồi bát đĩa mới rất cả ballet luôn. Ghê thật. Đây này mini này. Mini này. Ủa đang đạp bón lắm mày ạ. Đạp bón lắm. Gạt phát và chạy mãi à. Bọn này ngày nghỉ đâu đi chứ mà. Ờ. Đây này. Rất nhiều xe đạp luôn, để thể thao rồi mini trẻ con thì có hết này, địa hình các thứ rồi giảm sóc thứ luôn này. Xe đây thì tầm mấy nghìn cái, 500-600 cái xe kiểu vây, 500 bạc Việt Nam á, một xe kiểu vây. Thôi thì nay trời cũng hơi âm u sắp mưa thì em cũng xin phép kết thúc video này sớm tí để em về cho trẻ con về không dẫn đi gặp mưa về ốm. Dạ, em xin phép chào các anh chị cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và các anh chị cô chú ghé kênh xem ủng hộ em, đăng ký kênh ủng hộ em để thỉnh thoảng nhận các video mỗi trong thời gian sắp tới nhé. Em có quen mấy bạn gần em sẽ đến thường xuyên thôi.